Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 sẽ đi về đâu? Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, giữ vai trò chủ chốt công tác nhân sự cấp cao. Ông Trọng đưa ra những tiêu chuẩn kỳ lạ không đo lường được, không chọn người có tham vọng. Có lẽ ông nhầm khái niệm tham vọng, tham nhũng chăng? Thực ra, tham trong chữ tham vọng không phải đơn giản vậy. Tham vọng là nhu cầu nội tâm cường độ cao và bền vững để làm một công việc khó khăn. Ý ông Trọng là người ứng viên ấy phải có khả năng đã làm giàu bất chính. Ô hay, nếu là làm giàu nhanh nhờ làm giàu bất chính thì chẳng những không đề cử mà còn phải điều tra tham nhũng nữa chứ. Những tiêu chuẩn bầu cử mà ông Trọng đưa ra có vẻ như bất khả thi. Bên cạnh đó, ông giao dịch hướng nhiệm vụ nhân sự cho các tỉnh, thành, bộ, ngành chủ yếu cũng theo hướng chủ đạo. Thực ra, chẳng cần chờ bầu cử trong đại hội đảng, quanh năm suốt tháng Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố thay đổi nhân sự. Hôm nay thông báo thay đổi lãnh đạo tỉnh ủy, mai chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh này, ngày mốt thay giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh khác, ngày kia thay đổi thứ trưởng, bộ trưởng, tướng lĩnh quân khu, dồn dập nhất là trước đại hội đảng toàn quốc. Thậm chí can thiệp cả công tác nhân sự quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thành chẳng cần chờ kết quả bầu cử quốc hội. Đinh La Thăng chuyển vào bí thư thành ủy Sài Gòn thay cho Lê Thanh Hải nghỉ hưu, nghiễm nhiên làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội xứ này, dù chưa hề nhận được một lá phiếu bầu của cử tri Sài Thành. Đến lượt Nguyễn Thiện Nhân thay họ Đinh cũng tương tự như vậy. Đảng đi vào cuộc sống trên một chương trình của VTV1, tức là Đảng đi vào xuất hiện trên báo chí là đủ cho dân biết Đảng đang hoạt động. Nhân dân và đảng viên chỉ ngồi ở nhà đọc báo nghe đài để thực hiện quyền làm chủ của mình. Ngộ lắm, Bộ Chính trị chọn cán bộ trước theo một tiêu chuẩn bí mật nào đó, sau đấy cho vào một lớp học nào đó khoảng 2 tháng, dự khóa bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chờ khi đại hội thì ném vào cho bỏ phiếu. Quy trình này có vẻ ngược đời, chưa qua bồi dưỡng cấp cao thì căn cứ vào năng lực gì để chọn trước, mà đã chọn là sẽ trúng cử ở đại hội. Trừ hao rơi dụng một ít thì vẫn nằm trong vòng dự kiến. 40 cán bộ quy hoạch vào trung ương được bồi dưỡng kiến thức, 40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới lần này là những cán bộ vừa được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, tiêu chí để quy hoạch là cán bộ cũng là bí mật của Đảng. Chế độ quân chủ Đông Á ngày xưa chọn quân nhân sự qua thi cử, ai đỗ từ cử nhân trở lên tiến sĩ mới xét để bổ dụng làm quan. Hệ thống viên chức như thượng thư lại cũng tuyển từ thi cử. Nguyên tắc chung là đỗ đạt ở mức nào thì bổ dụng chức vụ tương ứng, bổ dưỡng đào tạo tính sau. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lựa chọn cán bộ theo kiểu bí mật như hồi xưa chưa nắm được chính quyền. Hứa hẹn coi như kiểu vận động tranh cử trước đại hội. Ông Phúc, thủ tướng đi đến tỉnh nào cũng giao nhiệm vụ đầu tàu mũi nhọn ở tỉnh đó. Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng hứa hẹn Bến Tre sẽ thành thung lũng Silicon của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ Thanh Hóa sẽ là tỉnh mẫu mực toàn diện, tiêu chuẩn cao hơn thủ tướng giao cho các địa phương chỉ sau chuyên sâu một mặt thôi. Thanh Hóa phấn đấu phát triển toàn diện là tỉnh kiểu mẫu. Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về đề án xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các đồng chí trong Bộ Chính trị lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng tham dự.
Thanh Hóa là tỉnh lớn, dân số đông, hiện có hơn 3,7 triệu người, chỉ sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sinh thời, khi Bác Hồ về thăm Thanh Hóa đã từng nói, Thanh Hóa muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu nhất định được vì người đông của cải nhiều. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tập thể Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045, Cần Thơ trở thành thành phố phát triển khá ở châu Á và mang đậm bản sắc đồng bằng sông Cửu Long. Ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hứa hẹn Sài Gòn sẽ là thành phố thông minh. Vương Đình Huệ, Bí thư thành phố Hà Nội hứa hẹn Hà Nội sẽ là trung tâm khoa học công nghệ của khu vực. Hiện tại Hà Nội đang lấy bất động sản làm phồn vinh, lấy đầu tư nước ngoài làm phương tiện, lấy dịch vụ làm động lực, lấy xây dựng làm tăng trưởng, vay mượn của người làm sáng chế của mình. Như hiện nay, Hà Nội không thể trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á chỉ sau một buổi làm việc. Nhưng dẫu sao, buổi làm việc chiều ngày 14 tháng 7 năm 2020 cũng có vẻ ra một mục tiêu. Hai là, đây là một mục tiêu tiếp cận được, khác với mục tiêu đưa Hà Nội đuổi kịp Singapore mà mục tiêu không tiếp cận được. Thực tế, khoa học Hà Nội đang bị giam cầm trong một cái cũi. Đã thế, khoa học Hà Nội đang bị chỉ đạo bởi những con chim sẻ không thể bay cao, đang bị dẫn dắt bởi những chú quốc chỉ dõi lùi mà không bao giờ cất cánh được. Cho nên, mọi nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu cụ thể của thực tiễn phải được khách hàng yêu cầu, phải được khách hàng trả tiền hoặc phải bán được cho khách hàng. Mọi nghiên cứu mà chi trả từ ngân sách nhà nước chỉ đóng thành đề tài nghiệm thu bỏ túi, phải hoàn toàn dẹp bỏ và nghiêm cấm. Thỉnh thoảng thấy trên báo nhà nước loan tin rằng lãnh đạo nước mình mong muốn tỉnh này tỉnh kia, thành phố khác trở thành một Paris, một Venice, một Singapore, một Silicon. Sáng 17 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng có buổi làm việc trực tuyến với Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi. Trong buổi làm việc đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của tỉnh Bến Tre. Chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới, lúc đó tất cả doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng Silicon về chuyển đổi số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nổi tiếng là tay ngụy biện có hạng. Đảng thích vẽ ra nhiều mục tiêu và rất nhiều mục tiêu chưa thành hiện thực. Không sao cả, lại vạch mục tiêu mới. Cụ thể như mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, thời của Mạnh Mượt, nông Đức Mạnh, đến bây giờ đã được thời gian kiểm nghiệm là hoàn toàn bị thất bại. Cựu Tổng Bí thư nông Đức Mạnh công bố mục tiêu đó từ Đại hội 11, nay kết quả là thất bại, chẳng thèm nói năng chi nữa. Không sao cả, còn mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội thì thời kỳ quá độ, chưa biết mấy chặng. Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng còn yêu cầu các pháo đài lý luận phải làm rõ vụ này. Ở Việt Nam đã thành cái mốt kế hoạch định hướng 10, 20, 30, 40 năm mà không nhớ rằng ngay sau khi hết nhiệm kỳ, người kế nhiệm không cần phải theo kế hoạch của người tiền nhiệm. Quái lạ, quan chức lên ngôi đều vạch ra kế hoạch dài hạn, nghĩa là đùn đẩy cái khó, cái mơ hồ, không kiểm định được cho nhiệm kỳ sau. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đứng đội sổ 176 trên 180 nước về tự do báo chí, nhưng ông Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng vẫn cao ngạo, dân chủ đến thế là cùng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy thế như ngày nay. Tình hình Việt Nam sau 45 năm cái gọi là giải phóng và gần 34 năm đổi mới đang biến hình đổi dạng như thế nào? Tốt lên hay xấu đi? Có phải ông Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã hồ hởi cao ngạo bảo là dân chủ đến thế là cùng? Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín như ngày hôm nay. Trước thềm Đại hội 13, tình hình thực tế của chủ nghĩa xã hội đã được chuyên viên các xác nhận chính thức ra như sau: đã xuất hiện ngày càng nhiều nhóm lợi ích tiêu cực đã và đang ảnh hưởng tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là
ở những ngành lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến cuộc sống và tầng lớp của nhân dân như quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên. Thậm chí nhóm lợi ích tiêu cực còn xuất hiện ở một số ngành lĩnh vực vốn vẫn được coi là tôn nghiêm liên quan đến an ninh quốc gia như công tác tổ chức cán bộ phòng chống tội phạm. Một loạt các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian gần đây liên quan đến nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có một số cán bộ lãnh đạo cao cấp cho thấy nhóm lợi ích đã leo cao luồn sâu vào trong bộ máy của đảng và nhà nước, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ. Nhận định trên đây thừa nhận rằng chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trên 70 năm để xây dựng xã hội đỏ, nhưng nay đã biến dạng mọc lên các nhóm lợi ích rất tồi tệ hoạt động theo cách của xã hội đen. Chuyên viên này còn liệt kê cách làm ăn của các nhóm lợi ích theo kiểu cực kỳ gian dối, độc ác và tàn bạo, lũng đoạn trong mọi cấp trong đảng và nhà nước, từ trung ương cho đến địa phương, cho tất cả các lĩnh vực như thế nào. Khẳng định nhóm lợi ích tiêu cực ở Việt Nam rất đa dạng, phức tạp liên quan đến những người có chức có quyền, nhất là liên quan đến cán bộ trong bộ máy công quyền. Đó có thể là những cán bộ ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thậm chí còn nằm ở cả cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật, các doanh nghiệp. Nhóm lợi ích phần lớn nằm bên trong cơ cấu quyền lực được tổ chức chặt chẽ, nên dễ tác động đến việc hoạch định và thực thi chính sách cũng như tạo nên những đặc quyền đặc lợi. Thứ hai, nhóm lợi ích là sự cấu kết móc ngoặc giữa các cán bộ đảng viên có chức có quyền nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với nhau, giữa cán bộ đảng viên với doanh nghiệp. Thứ ba là nhóm lợi ích hoạt động rất tinh vi, được tổ chức chặt chẽ nên rất khó phát hiện, nhận biết. Nếu có phát hiện nhận biết được thì cũng rất khó điểm mặt chỉ tên vì không có bằng chứng, hoặc nếu có bằng chứng thì cũng bị nhóm vô hiệu hóa bằng quyền lực, sử dụng thủ đoạn để bịt đầu mối. Đặc biệt, những người có chức vụ quyền hạn càng cao nằm trong nhóm lợi ích thì càng khó phát hiện vì được che chắn rất tinh vi, được tổ chức chặt chẽ bởi quyền lực và gây ra tác động, hệ lụy cho xã hội ngày càng lớn. Thứ tư, nhóm lợi ích luôn gắn chặt với hành vi tham nhũng. Tham nhũng liên quan đến nhóm lợi ích là dạng tham nhũng lớn, có tổ chức cao, nghiêm trọng, rất tinh vi, nhất và rất khó phát hiện so với tham nhũng vặt. Thứ năm, hình thức liên kết của nhóm lợi ích rất đa dạng, phong phú, có thể lâu dài, có thể tạm thời tùy theo từng cơ hội, bối cảnh, tình hình. Thành viên của nhóm không xuất đầu lộ diện, không công khai thừa nhận tư cách thành viên của mình. Sự liên kết giữa thành viên chỉ bằng và thông qua thỏa thuận ngầm. Những nhận định công khai trên đây không phải là những phần tử phá hoại hay phản động như cách chụp mũ, mà mạ lị của nhóm cầm đầu toàn trị đối với những ai tố cáo họ, nhưng đã được phổ biến ngay trên báo điện tử Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới tựa đề Kiểm soát, ngăn chặn nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay của Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung ngày 12 tháng 4 năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng. Nguyên nhân từ đâu dẫn đến xã hội chủ nghĩa bị biến dạng và nguyên nhân từ đâu những người lãnh đạo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải là tinh hoa của đảng như họ vẫn tự bốc cao, mà trong thực tế đã biến chất thành những phần tử cầm đầu của các phe nhóm tranh đoạt quyền lực, giành giật tiền bạc và tham nhũng bất trị giữa các đồng chí coi nhau như kẻ thù. Còn đối với nhân dân thì đàn áp một cách trắng trợn. Câu hỏi trọng tâm là đã được giải thích khá cặn kẽ trong một loạt ba bài ở trên tờ Quân đội Nhân dân. Cơ quan của Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương cũng vào dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng. Nguyễn Phú Trọng đã từng giao giảng nhiều lần rằng công tác cán bộ then chốt của then chốt
Tức là thành công hay thất bại nằm ở chỗ có biết và dám sử dụng phương pháp khoa học và thích hợp để chọn được những người vừa có đức vừa có tài để lãnh đạo chế độ hay không. Chọn cán bộ đứng đầu các cơ quan từ địa phương đến trung ương, đặc biệt chọn tứ trụ hay tam trụ như hiện nay, về nguyên tắc đều phải kinh qua những bước cơ bản. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu có liên quan mật thiết, tác động lẫn nhau như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ cán bộ. Trong đó, đánh giá cán bộ vừa là cơ sở, tiền đề quan trọng hàng đầu, vừa là mắt xích chính yếu để thực hiện các khâu khác. Đầu có xuôi, đuôi mới lọt. Có đánh giá chính xác cán bộ mới có thể quy hoạch đúng và bố trí sử dụng vị trí phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ. Trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn công khai quả quyết là nghiêm túc thực hiện các bước trong việc tuyển chọn cán bộ cấp chiến lược. Nhưng Đại hội Đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2016 vẫn phải xác nhận đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ. Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác giám sát kiểm tra thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, tổ chức ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư và được Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho kế nghiệp và thừa nhận. Điều quan trọng là chúng ta từng bước làm rõ được tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được phát hiện. Phải chăng hàng năm, từng nhiệm kỳ chúng ta đánh giá chưa chính xác chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức của đảng? 2 năm trước khi tổng kết, 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính, phụ trách công tác tuyển chọn và đào tạo cán bộ cao cấp đã nhìn nhận. Đánh giá, cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục, chưa có cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ, sàng lọc chính xác. Nói tóm lại, những nhận định trên của các nhân vật cao nhất và trách nhiệm lớn nhất tới công tác cán bộ ở cấp cao đã phải thẳng thắn nhìn nhận là suốt quá trình dài trên nửa thế kỷ qua, việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí và kỷ luật các cán bộ cấp chiến lược đã hoàn toàn thất bại. Sự thất bại này lại nằm ngay ở giai đoạn đầu tiên là công tác đánh giá cán bộ. Sự thực này có thể đối chiếu ngay trong giai đoạn Nguyễn Phú Trọng có quyền lực mạnh nhất, mặc dù chính ông đã từng bao nhiêu lần giao giảng đạo đức, dạy dỗ cán bộ, kể cả đốt lò chống tham quan. Suốt 5 năm làm Chủ tịch Quốc hội và gần 2 nhiệm kỳ 10 năm qua là Tổng Bí thư, rồi vài năm nay lại kiêm cả Chủ tịch nước. Cho nên đúng lý ra nếu ông Trọng thực tình và có phương pháp hữu hiệu thì tệ trạng của nhóm lợi ích phải được trị tận gốc để xã hội lành mạnh. Nhưng trong thực tế thì lại hoàn toàn trái lại, các nhóm lợi ích và đã và đang sinh sôi một cách nảy nở trong mọi cơ quan đảng và nhà nước, ở mọi cấp từ trung ương đến địa phương, như các nhân vật trên đây đã được xác nhận. Trong bài thứ 2 trên tờ Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 4 năm 2020, chỉ vài ngày trước khi mở hội nghị cán bộ toàn quốc chuẩn bị đề án nhân sự cấp cao cho Đại hội 13, Thiện Văn đã liệt kê cách làm việc bè cánh vô trách nhiệm của những người lãnh đạo cao nhất ngay trong công tác đầu tiên là đánh giá cán bộ. Ông đã nói thẳng về các mánh khóe thủ đoạn bẻ cong của những người có quyền lực khi đánh giá cán bộ để cất nhắc những người cùng với cánh. Vì thế, các nhóm lợi ích ngày càng bùng nổ như nấm sau mưa. Thực tiễn, những năm qua cho thấy trong số các khâu của công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu dễ bị bẻ cong nhất và được hiểu biểu hiện rất tinh vi, bị lèo lái bởi những người nắm giữ quyền lực chính trị của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và bởi nhóm lợi ích can thiệp, chi phối. Rất đáng chú ý là tuy nêu đích danh Nguyễn Phú Trọng từng đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ,
coi đó là xương sống trong tổ chức sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái hay của chúng ta là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhưng người đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì họ liệu hỏi dân chủ có được không? Cùng lúc Thiện Văn lại chỉ trích gay gắt vì trong thực tế nguyên tắc này chẳng được ai thi hành cả. Ngay cả ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã ép buộc các đồng liêu phải xếp cho mình vào trường hợp đặc biệt để chiếm ghế Tổng Bí Thư một nhiệm kỳ nữa tại Đại hội 13. Và tương lai thì ông Tổng Trọng vẫn muốn ngồi tiếp ghế ở Đại hội 13 sắp tới, mặc dù đi không nổi, nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tuy nhiên, thời gian qua ở một số cấp ủy đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc bị thực hiện hình thức đưa ra cho có, nhắc lại cho đủ hoặc chỉ là tấm bình phong che đậy những biểu hiện động cơ thiếu lành mạnh của người đứng đầu cấp ủy. Thiện Văn còn kể lại kinh nghiệm của nguyên phó vụ trưởng vụ nghiên cứu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Hữu Đức về vai trò thượng phong của bí thư cấp ủy như Tổng Bí thư trong Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy ở cấp tỉnh, Bí thư quận ủy ở cấp quận trong các hoạt động, đặc biệt trong việc cất nhắc cán bộ. Bí thư cấp ủy đồng thời là người chủ trì thường vụ cấp ủy luôn ở vị thế thượng phong trong việc trau chuốt đánh bóng hình ảnh nhân sự có lợi nhất cho mình. Bí thư cấp ủy có thể thiên biến vạn hóa trong vận động thuyết phục, hướng lái các thành viên trong cấp ủy biểu quyết bỏ phiếu cho trường hợp nhân sự do mình chủ động giới thiệu đưa ra. Thậm chí có trường hợp bí thư cấp ủy lợi dụng vị trí công tác quyền hạn để áp đặt lôi kéo nhằm tạo ra áp lực mềm khiến cho nhiều thành viên trong cấp ủy phải miễn cưỡng tuân theo. Ngoài ra còn có tình trạng đánh giá cán bộ cả nể, dễ người, dễ ta. Thực chất là hành vi móc ngoặc dàn xếp, chia chác quyền lực trong ban thường vụ cấp ủy. Chính sự thỏa thuận ngầm này thực chất là bẻ cong, thước đo đánh giá cán bộ. Trong bài, Thiên Văn còn nhắc lại lời cảnh báo nghiêm khắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về những hậu quả cực kỳ nguy hiểm cho chế độ nếu những người có quyền lực tiếp tục bẻ cong để lôi kéo vây cánh, lập các nhóm lợi ích. Hệ lụy từ những vụ đánh giá cán bộ không đúng sẽ còn kéo dài nếu như chúng ta không chấn chỉnh khâu này một cách khẩn trương, nghiêm túc. Một khi khâu chính yếu đầu tiên quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ mà bị coi nhẹ, buông lỏng, biến tướng sẽ dẫn đến có những cán bộ được xếp nhầm chỗ, thậm chí có cả đối tượng thoái hóa cơ hội, sẵn sàng tìm mọi cách để chui sâu, leo cao vào bộ máy của công quyền. Thử hỏi hơn 90 triệu dân Việt Nam có thấy rằng cán bộ từ trung ương đến địa phương có ông nào ra hồn không, ngoài việc chui sâu, leo cao để bòn rút mồ hôi nước mắt của người dân thì còn biết làm gì nữa. Tình hình thực tế các năm qua diễn ra trong đảng và xã hội đúng như lời cảnh báo của một số chuyên viên. Ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và các đồng liêu trong tứ trụ Bộ Chính trị đã đánh giá quy hoạch bố trí cán bộ cấp như thế nào để những người gần Nguyễn Phú Trọng nhất là hai bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn lại cấu kết với đại gia Phạm Nhật Vũ trong việc dùng tiền của nhà nước mua mobile phone AVG để đút túi riêng mấy triệu đô la. Vụ mua bán nhà đất của Phan Văn Anh Vũ, tức vụ Nhôm, với sự tiếp tay của thiếu tướng công an, vụ tranh chấp đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trên cả chục năm. Một số tướng lãnh và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh như Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Lê Hoàng Quân đã lạm dụng quyền lực toa dập với nhau để chiếm đoạt khu đất 160 hectare được dành để xây dựng nơi tái định cư cho người dân. Nhưng họ đã biến thành khu kinh doanh làm giàu riêng, trong khi đó hàng chục ngàn dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Vài năm trước cũng đã diễn ra các vụ tham nhũng lớn như tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam Vinasin PMU18, trong đó có những vụ dính líu tới các thân nhân của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vây cánh của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cựu ủy viên
Bộ Chính trị đình là thằng. Những vụ làm ăn mafia kiểu này, tay trời trên của cán bộ những năm qua khiến cho lòng dân chưa yên, phải quyết chưa xong. Nay lại bùng nổ ra nhiều vụ làm ăn cực kỳ bất chính của các nhóm lợi ích trong cán bộ, các cơ quan trong đảng và nhà nước. Như vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo sang Trung Quốc đang gây ra nhiều phẫn nộ và bàng hoàng cho nhiều giới, từ nông dân, chuyên viên, những ai quan tâm đến đời sống cơ cực của bao nhiêu triệu nông dân. Mặc dù Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã mấy lần gửi văn thư hỏa tốc lệnh cho Bộ Công Thương, Tài chính giải quyết sớm và rõ ràng việc này. Thế nhưng, các bộ này vẫn chống lẫn nhau và làm ngơ lệnh của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đến là Tổng cục Hải quan lại giữa đêm Chủ nhật 12 tháng 4 vừa qua đột xuất cho một số công ty lương thực sân sau được ghi tên xuất khẩu gạo. Dư luận rất bất bình nên cuối cùng CLMV Nguyễn Xuân Phúc lại phải ra lệnh cho Tổng Thanh tra Chính phủ điều tra đột xuất. Tất cả những việc làm mập mờ, danh giật, tranh chấp trên bảo dưới không nghe đã chứng minh cho thấy tình trạng hầu như vô pháp luật, vô chính phủ. Các nhóm lợi ích đã nhục lũng đoạn biến các cơ quan nhà nước thành sân sau phục vụ các quyền lợi đen tối của họ. Trong những tuần lễ vừa qua, vụ làm ăn của đại gia bất động sản Đường Nhuệ cùng với vợ ở Thái Bình cũng đang gây chấn động trong và ngoài nước. Mượn tiếng làm doanh nhân nhưng hoạt động chính là lập băng đảng để ép buộc độc quyền đầu cơ bất động sản trốn thuế ở Thái Bình trên 10 năm qua. Cưỡng bách nhiều gia đình có nhiều người thân mất phải nộp một số tiền lớn trong vụ hỏa táng, đánh đập gây thương tích cho một số người ngay tại trụ sở công an ở một phường ở Thái Bình. Nhưng Giám đốc Công an Thái Bình không điều tra, mãi đến đầu tháng 4 năm 2020, vợ chồng Đường Dương mới bị tạm giam. Nay báo chí lề đảng đã kết tội nhóm này là lưu manh. Trong khi đó, vợ của Đường Nhuệ đã từng được cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc hân hoan chụp hình kỷ niệm vì các hoạt động rất đình đám về ca nhạc và làm từ thiện. Băng nhóm Đường Nhuệ còn khoe cha đỡ đầu là anh trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ tình cảm của ông Vinh, anh trai của Trần Đại Quang mà họ luôn vững tin trên bước đường đời. Ngay cả một số báo chí lề đảng đã nêu ra câu hỏi có nhân vật nào bảo kê chống lưng cho cặp đại gia này. Mãi tới sau khi băng nhóm giang hồ khét tiếng còn tàn bạo hơn cả năm Cam bị bắt tạm giam, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thái Bình Đặng Trọng Thăng mới lên tiếng, nhưng đã đổ lỗi cho Công an Thái Bình phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của báo chí, tân Giám đốc Công an Thái Bình Thượng tá Nguyễn Thanh Trường tuy vẫn nói là không có vùng cấm, nhưng liền đó đã lên tiếng đe dọa và tìm cách bịt miệng các nhà báo. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành điều tra vụ án, là người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, tôi cũng đề nghị mạng xã hội cũng như một số cơ quan báo chí không nên tự nhận định, suy diễn, dẫn dắt dư luận khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Có những việc các bạn mới chỉ biết thông tin chưa đầy đủ, còn việc điều tra xác định tội phạm phải dựa trên chứng cứ cụ thể, khách quan, đúng quy định pháp luật và các quy trình tố tụng. Hiện nay dư luận đang rất quan tâm về vai trò trách nhiệm của Trần Cẩm Tú khi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Bình từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2015 như thế nào. Vì chính trong thời gian này, băng đảng Đường Nhuệ đã cướp ép giật tiền của nhiều nạn nhân trong hoạt động đầu cơ mua bán bất động sản và đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở công an phường Thái Bình. Hiện nay Trần Cẩm Tú đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bí thư Trung ương Đảng, trở thành người đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong việc đốt lò chống tham nhũng. Nhưng cho đến nay Nguyễn Phú Trọng tới các nhân vật khác trong Bộ Chính trị vẫn không dám đụng đến Trần Cẩm Tú. Ai đã đề bạt giao phó cho ông Tú những chức vụ quan trọng, từ đó giải thích khả năng đánh giá và cất nhắc cán bộ cấp cao cấp cũng như sự nghiêm túc của Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị
như thế nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.